Đọc sách với cô Hạnh. Xin chào các em. Mời các em đọc sách với cô Hạnh và bì Con gà mái nhỏ màu đỏ ngày xưa ngày xưa có một con mèo, một con chó, một con heo và một con gà mái nhỏ màu đỏ sống cùng với nhau ở trong một căn nhà nhỏ, một ngày kia con gà mái nhỏ màu đỏ tìm được vài hạt giống con gà mái nhỏ màu đỏ có ý tưởng và quyết định trồng các hạt giống này con gà mái nhỏ màu đỏ hỏi các bạn của mình xem ai sẽ giúp mình trồng. Con gà mái nhỏ màu đỏ gieo hạt giống xuống đất: bạn có thể giúp tôi không? Con gà mái nhỏ màu đỏ hỏi: không, tôi không thể. Con chó nói: con gà mái nhỏ màu đỏ tưới nước. Bạn có thể giúp tôi không. Con gà mái nhỏ màu đỏ hỏi: không! Con mèo nói: Con gà mái nhỏ màu đỏ gặt hái: bạn có thể giúp tôi không! Con gà mái nhỏ màu đỏ hỏi Không, tôi không thể Con heo nói Con gà mái nhỏ Màu đỏ say bột Bạn có thể giúp tôi không? Con gà mái nhỏ Màu đỏ hỏi Không Tôi không thể. Con chó và con mèo nói. Con gà mái nhỏ màu đỏ nhồi bột. Bạn có thể giúp tôi không? Con gà mái nhỏ màu đỏ hỏi. Không. Chúng tôi không thể! Con chó và con mèo và con heo nói: bạn có thể giúp tôi không! Con gà mái nhỏ màu đỏ hỏi: không! tôi không thể! con chó nói không, tôi không thể, con mèo nói. không, tôi không thể, con heo nói. con gà mái nhỏ màu đỏ cắt bánh ra ăn, tôi có thể giúp bạn không? con chó nói: Tôi có thể giúp bạn không. Con mèo nói: Tôi có thể giúp bạn không. Con heo nói: không, bạn không thể và con gà mái nhỏ màu đỏ ăn một mình hết rồi! cảm ơn các em tạm biệt và hẹn gặp lại!